Hôm nay, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã báo cáo vụ việc liên quan đến Trung tướng Võ Văn Liêm, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hiện đã nghỉ hưu, lên Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xin ý kiến xử lý tiếp theo về việc vị tướng này lăng mạ cảnh sát giao thông. Nhiều ngày nay, trên các trang mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh Trung tướng Võ Văn Liêm ngồi trên xe ô tô biển số 64A02778 có những lời lẽ khiếm nhã với lực lượng cảnh sát giao thông Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ khi bị chặn lại xử lý vi phạm tốc độ 81 km/h. Đoạn video còn thể hiện Trung tướng Liêm dọa sẽ cho cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nghỉ việc, đồng thời còn nói sẽ cách chức Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ. Vụ việc đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Sáng ngày 17 tháng 7, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với Trung tướng Võ Văn Liêm qua điện thoại. Chú thì chú thấy đúng là nó làm quá mức, tất nhiên là vượt quá cái giới hạn, chú mới có những cái lời lẽ thế. Chú cũng thấy rằng mình có cái nắm tính đó, nhưng mà nó làm không thể chấp nhận nổi không? Ông Liêm khẳng định mình đúng là người trong video clip lan truyền trên mạng xã hội. Do hôm đó bận đi công việc gấp nên có rút thẻ ra đưa cho cảnh sát giao thông xem. Trung tướng Liêm còn khẳng định ô tô của ông đi đúng làn đường và không vi phạm luật giao thông. Về những lời nói, ông Liêm cho rằng do lúc đó có hơi nóng tính.